hướng dẫn anh em giặt căng và cái kết đắng. Đầu tiên thì anh em chuẩn bị một thau nước ấm giúp mình, ít nước thôi nhá. Ít nước để khi lúc anh em bỏ xà phòng vào ấy thì cái xà phòng nó không bị loãng ra quá nhiều. Sau đó thì anh em cứ bỏ căng vào chậu như mình làm mà được. Tiếp theo là dùng dầu gội đầu xịt vào bề mặt găng. Anh em lưu ý giúp mình là không dùng dung dịch có chất tẩy mạnh nhá, kiểu bột giặt hay thuốc tẩy đấy, cứ dùng dầu gội đầu thôi anh em nhá. Nói chung thì găng cũng không bẩn quá đâu nên không cần thiết phải dùng chất tẩy mạnh làm gì cả. Anh em dùng tay rồi vệ sinh găng bình thường. Anh em nào mà có cái mút bọt biển thì vệ sinh nó sạch hơn, còn mình không có thì mình dùng vải hoặc là dùng tay thôi. Đừng dùng bàn chà anh em nhá, dùng bàn chà bay hết cái mút đấy nhá. Ông nào mà thấy bẩn quá mà dùng bàn chà đánh cái lòng mút của găng thì tôi cũng đến chịu nhá. Găng nó là một người đồng đội không thể thiếu của một thủ môn rồi, anh em cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi nhá. Nói chung là sân cỏ nhân tạo bị dính cái đen đen của cao su vào đâm ra khó giặt sạch lắm anh em ạ. Nó chỉ được một phần nào đó thôi, chắc chắn nó không được như mới rồi. Vệ sinh sạch trong xuôi thì sau đó thì đem đi xả lại với nước ấm một lần nữa để sạch xà phòng. Nói chung là anh em chăm chỉ vệ sinh găng thường xuyên ấy thì găng của anh em nó sẽ có cái tuổi thọ lâu hơn. Mút của găng sẽ đỡ bị trơ và găng thì nó sẽ đỡ thối nữa anh em ạ. Găng mà anh em lâu không vệ sinh là thối lắm. Mồ hôi, mồ kê rồi đất điếc các kiểu, cao su, cát các kiểu, ui thối lắm anh em ạ. Tiếp theo là phần vắt nước trong găng ra. Anh em lưu ý giúp mình là tuyệt đối không được vắt găng theo kiểu vắt quần áo anh em nhé. Vắt là rách mút ngay đấy nhá. Anh em cứ nhẹ nhàng tình cảm bóp từ trên xuống dưới là nước nó tự ra. Thực chất cũng không cần mạnh tay quá đâu, anh em chỉ cần phơi tí là nó ráo à. Anh em lưu ý giúp mình là không được phơi ngoài nắng, chỉ phơi ở điều kiện thoáng mát và hoặc trước quạt thôi. Anh em cứ bảo phơi thế thì lâu khô, mình phơi chưa được một ngày đã khô rồi này, tối nay bắt được luôn rồi đấy. Ok, bye bye anh em nhé.